Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 9 tháng 9. Các hình thái thời tiết gây mưa yếu dần nên khu vực tỉnh chỉ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm. Ban ngày trời nhiều mây, nắng gián đoạn, không khí khá dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 32 độ. Riêng khu vực phía Bắc, mức nhiệt cao hơn 1 độ. Chiều tối và đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Vũng Tàu nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Huyện Côn Đảo nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 10 tháng 9, cao nhất 370 cm, xuất hiện lúc 2 giờ 30 phút, thấp nhất 15 cm, xuất hiện lúc 20 giờ.